Đây là bộ phim mà trong đó một anh đầu chọc vai ô thịt bắp sẽ dạy cho bạn đua xe trái phép và hành hung người gốc Á. Thông qua đó, rút ra bài học rằng gia đình là số 1. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp, anh chọc, bây giờ hãy gọi anh là Dom, tại vì tên anh là như thế. Anh về gara gặp em gái Mia, thì thấy một thằng da trắng tóc xù, đến gặp em anh, ăn bánh mì kẹp cá. Đây là Brian. Brian ăn nhưng mà mắt của anh cứ đá sang Dom, làm Dom thấy không thoải mái lắm. Vì bình thường chỉ có hai kiểu người nhìn anh bằng ánh mắt này, một là cảnh sát và hai là BD. Đúng lúc đó thì hội anh em xã hội của Dom về đến nơi. Họ đi trên những con xe chất như nước cất, cua úp vỉa gian hàng trên hè nhà Dom, gồm bạn gái của Dom, Letty, Leon, Vince, cuối cùng là Jesse. Vince thì thích Mia, tưởng là Brian đang liếc mắt đưa tình với cô nên là la vào ăn thua đủ. Dom chạy ra càn, bảo này chúng mày làm cái gì thế? Muốn biết đúng sai thì ra đường đua quyết định. Tối hôm đó, trong cuộc đua xe độ trái phép của dân báo đời báo đốm mà Dom vẫn hay tham dự, Brian mang xe đến góp vui thật. Nhưng mà Brian láo, thách đấu cả Dom. Dom bảo thằng này láo cũng được, nhưng mà đã dám thách đấu thì phải dám cực xe. Brian đồng ý luôn. Và thế là cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn. Brian đã chuẩn bị trước bằng cách gắn thêm bình ga du lịch vào xe từ chiều, chờ thời cơ sử dụng nó để bứt tốc. Đáng tiếc là ngay khi Brian vừa hết ga thì xe của anh lập tức trục trặc vì lao lực quá sức. Thế là Dom vượt lên giành chiến thắng. Cộng một ô tô, Brian mất con xe độ vào tay Dom. Anh chọc vừa định qua lấy xe theo đúng giao kèo thì cảnh sát đến và lùa cả đám. Thế là dù đầu chọc hay là đầu có tóc cũng phải bỏ chạy. Nhưng mà hai ông chạy thế nào thì lại rơi đúng vào địa bàn của hai anh em xã hội thâm gốc Việt, Johnny Trần và Lance Nguyễn. Hai thằng này vác hàng ra bắn, làm Brian và Dom phải bỏ của chạy lấy người. Trước khi con xe phát nổ vì bình ga du lịch, sau khi trốn thoát an toàn, Brian nhận ra mình đã thua mất xe. Nhưng thắng được sự chú ý của Dom và cả em gái Dom nữa. Thấy Brian đến là chải chút chút các kiểu. Đấy là em gái của Dom, còn Dom thì không có gì để trải. Dom nói với Brian rằng anh vẫn còn nợ Dom một con xe độ. Mày không thoát được đâu con trai. Nhưng mà từ từ, tại sao Brian từ lúc xuất hiện đến giờ cứ một mực muốn tiếp cận Dom, muốn tà tưa với cả Mia ư? Không, sự thật thì là Brian là cấm chìm, làm việc cho FBI, được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra những vụ cướp container chở đồ điện tử mới xảy ra gần đây. Vì manh mối duy nhất là đám thủ phạm sử dụng xe độ để gây án, nên là Brian nghĩ rằng việc tiếp cận với một cái hội đua xe sẽ giúp anh lần ra được chân tướng sự việc. Sáng hôm sau nữa, Brian mang về gara của Dom một con xe nát bươm, coi như là trả góp cho món nợ của anh. Dom và hội anh em xương máu bắt đầu sửa xe, còn Brian thì ban ngày tà tưa với Mia em gái Dom trong sự khó chịu của Vince. Ban đêm thì đi mò mẫm các gara khác nhau trong thành phố, tìm hiểu về số đầu đĩa bị mất cắp. Một hôm, Dom và Vince bắt gặp Brian đang lọ mọ, bèn hỏi xem anh đang có âm mưu gì. Brian đành nói dối rằng mình đang dò la tình hình, tìm hiểu xem đội bạn trong cuộc đua sa mạc sắp tới sẽ dùng cái gì. Dom và Vince bị Brian thuyết phục, cùng anh đột nhập vào gara của hai anh em gốc Việt xem xét. Ở đây họ phát hiện ra cả kho đồ điện tử, làm Brian chú ý. Anh liền báo thông tin và phát hiện được cho cấp trên. Cảnh sát đến bắt Johnny và Lance. Dù Brian đã cảnh báo rằng là bằng chứng hơi non, thì phát hiện ra chỗ đồ điện tử đều được mua bán một cách hợp pháp. Brian hoang mang vì nếu không phải là hai thằng gốc Việt thì đối tượng tình nghi lớn nhất hiện tại chính là Dom và những người bạn. Anh đã đi quá sâu vào hội anh em xương máu của Dom, nhất là với Mia, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nên là giờ Dom mà là chủ mưu thì Brian cũng chả biết phải làm cái gì. Ngày diễn ra cuộc đua trên sa mạc, Jesse đặt cược con xe của ông già nhà mình để tham gia cuộc đua. Nhưng khi thua Johnny Trần, Jesse bùng kèo, lên xe chạy mất. Johnny Trần gặp mặt Dom đối chất, bắt anh phải lấy chiếc xe của Jesse về cho hắn. Johnny cũng buộc tội Dom chính là người đã xì đều hắn cho cảnh sát, khiến hai bên la vào ẩu đả. Cũng trong tối ngày hôm đó, Brian về chỗ Dom thì phát hiện ra cả đám đang rời đi. Bây giờ thì chả còn nghi ngờ gì nữa, Dom chính là kẻ chủ mưu của những vụ cướp đồ điện tử. Brian chợt nhớ ra lời mà sếp nói lúc trước rằng sau những vụ cướp thì tài xế xe container bây giờ đã được trang bị hàng nóng, nên rất có thể lần này Dom đi lành ít giữ nhiều. Anh đành tiết lộ thân phận thực sự cho Mia, thuyết phục cô giúp anh tìm Dom và những người còn lại. Trước khi Brian cùng Mia đến nơi, vụ cướp đã trở thành thảm họa. Tài xế container đã dùng súng bắn Vince trọng thương. Brian đành sử dụng thân phận cảnh sát của mình, gọi trực thăng đến đưa Vince đi cấp cứu. Một thời gian sau, Brian đến nhà Dom thuyết phục anh đứng ra đầu thú. Dom không có ý định trốn chạy, nhưng giờ anh chưa thể vào tù được vì còn cần phải lo cho Jesse, bảo vệ cậu khỏi sự trả thù của hai anh em Johnny Trần. Trùng hợp thay, Jesse thình lình xuất hiện trước mặt hai người và thình lình bị hai anh em kia bắn chết. Dom và Brian lên xe đuổi theo hai thằng xã hội đen, chia nhau ra trả thù cho Jesse. Johnny chết, Lance bị thương. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Brian tiếp tục đuổi theo Dom, nhưng cuộc truy đuổi cuối cùng lại biến thành một cuộc đua. Họ bứt tốc vượt qua đường ray, suýt nữa thì bị tàu hỏa đâm trúng. Giờ thì Brian đã cần tải cân sức với Dom nên lượt đua này coi như hòa. Xe của Dom đâm phải một chiếc xe tải, hư hỏng nặng. Brian bắt kịp được Dom, nhưng vì tình nghĩa anh em, anh đưa chìa khóa xe cho Dom, nói rằng giờ thì hết nợ rồi nhé. Dùng xe của tôi mà về nhà để lên Shopee 360 unisex, nhãn hiệu thời trang unisex đang nhằm nhè vị trí hàng đầu trên gian Shopee Mall, và mua ngay cho mình mấy cái áo polo tử tế mà mặc, chứ nhìn phòng độ như này mà mặc áo lởm lởm mà trẻ con nó cười cho. Với chất liệu dày dặn nhưng vẫn đủ thoáng mát để mặc trong những ngày hè, 360 unisex mang đến cho bạn chiếc áo polo tối giản và tinh tế. Mua về chỉ việc cắt mác và mặc, da nổi mẩn đỏ vì vải kích ứng da, mồ hôi đầm đìa vì vải nóng và bí, đang đua xe thì phân tâm vì áo có chỉ thừa. Chỉ với 199k, bạn đã giải quyết được tất cả những vấn đề này. Và nhanh tay lên vì 199k là giá sale, giá gốc tận hơn 3 lốp. Hãy mặc vui, mặc khỏe, mặc đẹp với áo polo từ 360 unisex. Link mua hàng dưới phần mô tả bình luận. Thế là Dom rời đi trên xe của Brian, còn Brian bộ về nhà. Sang phần 2, Too Fast, Too Furious, việc thả cho Dom trốn thoát khiến Brian mất việc, chưa kể còn bị truy tố. Thế là Brian đào tẩu, kiếm cơm bằng những buổi đua xe trái phép do bạn của anh, thợ máy test, đứng ra làm chủ xị. Một đêm nọ, ngay khi Brian vừa chiến thắng, anh bị cảnh sát cơ động bắt vì gây rối trật tự an ninh đô thị. Thế là Brian bị áp về chỗ sếp cũ của anh hồi còn ở FBI. Sau một hồi kỳ kèo thương lượng, sếp cũ giao cho anh nhiệm vụ mới, thâm nhập và nằm vùng trong tổ chức tội phạm của chùm buôn ma túy người Argentina, Carter Veron. Nếu Brian thành công, tiền án tiền sự của anh coi như biến mất, còn không thì u đi tành. Brian đồng ý với điều kiện rằng là anh phải tự chọn bạn đồng hành của mình. Anh về quê nhà mình ở Cali, gặp lại Roman, thằng bạn chí cốt hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Roman thì mới đi tù về, đang làm việc ở một bãi phế liệu. Vừa gặp Brian, trong lòng Roman đã trào dâng cảm xúc tình xưa nghĩa cũ, lao vào đấm bạn. Gã đổ lỗi cho Brian về việc mình bị bắt vào tù vì ăn trộm xe ngày trước. Đánh nhau chán thì Brian giở giọng nhờ vả. Tất nhiên là Roman không chịu, nhưng cuối cùng sau khi tính đi tính lại thì gã cũng đồng ý, với điều kiện rằng mình cũng phải được gột rửa hết tiền án tiền sự như là Brian. Hai thằng được đặc vụ Monica, người đã nằm vùng trong tổ chức của Veron một năm nay, giúp đỡ để mà trà trộn vào đám lâu la. Chả là tên chủ ma túy Carter Veron đang tổ chức một cuộc đua để tìm ra người nhanh nhất và nguy hiểm nhất để giúp hắn chuyển hàng cho phi vụ sắp tới. Với kinh nghiệm đua xe kiếm ăn qua ngày, Brian và Roman sau những tay đua còn lại hít khói. Hai người về được đến đích, ở đó thì một cái xe đã chờ sẵn. Một đặc vụ FBI tưởng rằng là họ định bỏ trốn nên định can thiệp. Theo phản xạ tự nhiên của một người da đen từng đi tù, Roman rút súng xả đạn vào xe cảnh sát. Làm chủ ma túy thấy thế lại càng ưng hơn, thế là vỏ bọc của hai người càng thêm chắc chắn. Brian và Roman về trách tay đặc vụ hành động khinh suất, tiện thể thông báo cho sếp nghe rằng tay trùm Veron có dự định mang hết tiền lên chuyên cơ riêng để trốn khỏi Mỹ. Trước khi vụ chuyển tiền bắt đầu vài hôm, Brian và Roman đã đem xe đặt cược và thắng được hai con xe vintage xịn vãi chưởng từ hai tay chơi xe độ khác. Họ sau đó được Veron dắt đến một hộp đêm, nơi hắn tra tấn ông thanh tra cảnh sát địa phương. Ngay trước ngày chuyển hàng, Monica cảnh báo với Brian và Roman rằng hai anh sẽ bị lão trùm giết người diệt khẩu khi mọi chuyện xong xuôi. Tất nhiên là cả hai đều rén, nhưng mà ông sếp FBI lại tin rằng đây là cơ hội duy nhất để bắt được hắn, nên là hai người vẫn phải đi. Ngay chuyển hàng đã tới, Brian và Roman mang tiền của Veron đến điểm hẹn để chắc cú. Tên trùm ma túy bắt họ phải chở thêm hai thằng đàn em thân tín của hắn để giám sát, và vì hắn đã pressing ông thanh tra cảnh sát từ trước nên đội cảnh sát truy đuổi hai người rất là dề dà. Họ dồ ga bẻ lái, trốn vào một nhà kho của anh bạn thợ máy Tash. Trong đó có cả một đoàn thích đua xe trái phép đang chờ sẵn, lao ra đường để làm cảnh sát rối trí. Sau một hồi truy đuổi, cảnh sát cuối cùng cũng bắt kịp hai con xe độ. Nhưng đáng tiếc đây chỉ là đòn nghi binh của Tess và cô bạn đua xe. Về phía Brian và Roman, hai người đã đổi sang hai con xe vintage từ lúc nãy. Ngay khi sắp đến sân bay tư nhân, hai tên đàn em bỗng bắt họ đổi lộ trình, đi đến một cầu tàu ở chỗ khác. Biết chuyến này lành ít dữ nhiều, Roman sử dụng ghế thoát hiểm trên con xe vintage cho một thằng đàn em bay khỏi xe. Brian đến nơi trước, giao tiền nhưng lại bị tên trùm lật lọng. Veron sai người đưa Brian ra chỗ khác để thủ tiêu. Brian cũng định làm theo Roman, nhưng mà đen cái là ghế xe anh tự dưng trục trặc, làm hỏng hết bánh kẹo. May mà Roman đến giúp đỡ kịp, cứu Brian thoát chết. Hóa ra là kế hoạch tàu thoát bằng máy bay của tên trùm ma túy là một cú lừa. Veron vẫn sẽ rời khỏi Mỹ, nhưng bằng đường thủy, trên con du thuyền riêng, cùng cả đống tiền của hắn. Khi cảnh sát và FBI đến bao vây con chuyên cơ của Veron thì chẳng tìm được bất cứ cái gì, cả người lẫn tiền. Veron bây giờ đã ở trên du thuyền. Ông Dung tiết lộ rằng hắn đã biết Monica là cớm chìm từ lâu. Hắn đã lợi dụng cô để lừa FBI, giúp hắn tẩu thoát. Hắn định giữ cô đặc vụ lại làm con tin. Nhưng Brian và Roman đã phóng xe lên du thuyền, bắt Veron và giải cứu Monica. Nhiệm vụ hoàn thành, giao kèo được thực thi. Giờ Brian và Roman không còn bất cứ tiền án tiền sự nào trong hồ sơ nữa. Họ giao nộp cho FBI số tiền mà Veron bắt hai người vận chuyển. Tất nhiên là không quên biển thủ một ít, lật cuộc đời cả hai sang trang mới. Sang trang nào thì tính sau, bởi vì ở phần 3, Tokyo Drift, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một nhân vật khác, Sean, học sinh cấp 3 nhìn dài nhất hệ mặt trời. Sean vừa bị đuổi học vì đua xe, có nguy cơ đi tù nếu mà không có ô dù can thiệp. Hết cách, mẹ Sean bèn gửi cậu đi nửa vòng trái đất, lên máy bay sang Tokyo sống với bố, một cựu sĩ quan đồn trú tại Nhật. Ngay khi vừa gặp con trai, bố Sean giao hẹn luôn: bây giờ mày còn dính vào xe với cậu để tổ tiên không có đường nào độ mày, tao đưa mày về Mỹ đi tù. Bố đăng ký cho Sean nhập học một trường cấp 3 mới tại Tokyo, nhưng đen đủi là ngay ngày đầu đi học, thằng bạn mới đã đến Twinkie đã dẫn Sean đi gặp toàn báo đời báo đốm. Bọn trai trai này thì cũng chả khác cái đám bạn hồi còn ở Mỹ của Sean là bao. Một bên thì ưa tốc độ, một bên thì ưa kỹ thuật. Mà kỹ thuật ở đây không phải là bốc đầu mà là drift, lết bánh, dê đuôi xe hay bất cứ cái gì bạn gọi nó. Trong lúc đi làm quen với dân anh chị trong hội, Sean va vào ánh mắt của một cô gái tên là Neela, bạn cùng lớp với Sean. Đáng tiếc là Neela là hoa đã có chủ và bồ của cô không ai khác lại là Takashi, cháu trai của lão Yakuza to nhất vùng. Đấy là chưa kể hắn còn là Drift King, thằng dê đuôi xe đỉnh nhất Tokyo. Takashi thách đấu Sean để Sean biết vị trí của mình là ở đâu, nhưng mà Sean bảo tao làm gì có xe. Thế là một ông tên là Han, đối tác làm ăn của Takashi, xuất hiện. Han cho Sean mượn xe để cậu ngay lập tức là vào cuộc đua. Tất nhiên là vào một bàn thua trông thấy. Sean không chỉ mất mặt trước các bạn mới mà còn làm hỏng xe của Han. Giờ thì sao? Giờ thì bắt đền. Han bắt Sean phải làm việc cho anh ta, đền lại chiếc xe. Suốt một thời gian dài sau đó, Sean đến phụ việc cho Han, dù những công việc này nó không phù hợp với học sinh cấp 3 cho lắm. Dần dần hai người trở thành bạn bè của nhau. Han bổ kết Sean vì cậu không sun vòi khi nói chuyện với Takashi. Sean thích chơi với Han vì anh dạy cậu cách drift. Chính nhờ những kỹ năng mà Han chỉ dạy, Sean đã chiến thắng được Morimoto, anh em xương máu của Takashi. Cũng trong khoảng đó, Sean và Neela liên tục tà lừa với nhau. Cậu hẹn Neela đi ăn, hai người tâm sự với nhau về chuyện gia đình tan vỡ, nhận ra rằng là đôi bên có nhiều điểm chung, và cái sự thân mật này khiến Takashi cáu vã ổn, đến đánh Sean rồi dở giọng đe dọa. Nhưng Takashi không ngờ chính hành động bạo tàn này đã khiến Neela quay hẳn xe sang phía Sean. Tối hôm đó, ông Kamata, chú của Takashi, đến hỏi hắn vì số tiền mà Takashi làm thất thoát. Takashi nhận ra mình bị Han chăn dắt nên gọi Morimoto cầm súng đến hỏi Han. Hỏi Han không phải là hỏi, bạn hiểu ý tôi đấy. Nhờ sự giúp đỡ của Twinkie, Neela, Sean và Han có cơ hội đánh trả Takashi và đàn em. Lên xe tẩu thoát, trên đường chạy, cả Morimoto và Han đều bị tai nạn mà chết. Takashi đuổi theo Sean và Neela đến nhà bố của Sean, dồn đôi trai gái vào chân tường. May là có bố của Sean ứng cứu, nhưng Neela buộc phải đi theo Takashi để hắn tha cho Sean. Sau khi mọi chuyện đã tạm lắng, bố Sean bắt cậu phải trở về Mỹ, trước nhất là để đảm bảo an toàn, bởi vì dính đến Yakuza thì kiểu gì cũng lôi thôi. Nhưng mà Sean thì không đồng ý, cậu không thể cứ để bố mẹ giải quyết rắc rối của mình mãi thế này được. Sean xin bố cho mình tự thân vận động. Bố Sean đồng ý vì ông cho rằng đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Sean đem tiền mà Twinkie đưa cho mình trả lại ông Kamata, coi như đền lại số tiền mà Han đã lươn lẹo của lão trùm. Đồng thời, cậu cũng đưa ra đề nghị giải quyết ân oán của mình với Takashi bằng một cuộc đua, người thua sẽ phải rời khỏi Tokyo. Ông Kamata thấy chàng trai này thật là thú vị nên đứng ra làm trọng tài. Sean và các bạn trở lại gara của Han, giờ chỉ còn chiếc xe mà Sean đã phá ở đầu phim. Cậu mượn đồ nghề và khung xe của bố, tự độ ra một chiếc xe mới xịn hơn, mang đi thách đấu Takashi. Đêm diễn ra cuộc đua, họ chọn đường đua chính là ngọn núi mà Han đã dạy Sean cách drift. Nhưng đáng tiếc đây cũng là cung đường tủ của Takashi. Takashi chiếm được thế thượng phong từ đầu, nhưng chỉ một chốc đã bị Sean vượt qua. Hắn liên tục va chạm với Sean, định đẩy cậu xuống vực, nhưng cuối cùng lại mất đà lao xuống trước. Sean chiến thắng, được ông Kamata công nhận và cho ở lại Tokyo. Vì đã đánh bại Drift King nên bây giờ Sean là Drift King. Một đêm nọ, khi Sean và các bạn đang ăn chơi nhảy múa, một tay đua lạ mặt xuất hiện và thách đấu với cậu. Sean không mặn mà lắm với lời mời này, nhưng Twinkie nói rằng tay đua nọ tự nhận là gia đình của Han, nên là cậu đồng ý tham gia cọ sát. Kẻ thách đấu không ai khác chính là Dom, người đã mất hút hàng lươn từ cuối phần 1. Vậy thì trong suốt thời gian đó, Dom đã ở đâu? Hãy đến với Fast and Furious 4. Sau khi lấy xe của Brian và bỏ đi, Dom lang bạt khắp nơi, vẫn y nghề cũ, chặn xe xin mãi lộ. Bây giờ, hội anh em xương máu của Dom đã có các thành viên mới. Riêng Letty thì vẫn ở bên anh, không có gì thay đổi. Nhưng sau một vụ cướp xe bồn chở xăng, Han báo với Dom rằng là cảnh sát đang truy lùng họ, khiến anh quyết định giải tán cả nhóm để đảm bảo an toàn. Vài tháng sau, khi Dom đang đơn độc một mình tại Panama, anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ em gái Mia, nói rằng Letty vừa chết trong một vụ tai nạn ô tô. Cảm xúc lẫn lộn sau khi mất người yêu, Dom đánh liều trở về LA dự đám tang của bạn gái, vô tình phát hiện ra dấu vết của nitromethan ở hiện trường vụ án, cho rằng đây là một đầu mối quan trọng. Dom đến dò la tin tức tại một lò độ xe trong vùng, biết rằng chiếc xe duy nhất sử dụng cái hợp chất này trong động cơ đã bị David Park mua lại. Dom bèn truy lùng tên này, không biết rằng tên này cũng chính là mục tiêu của Brian. Brian thì đã trở lại làm cảnh sát, đang muốn tìm David Park để tìm manh mối về tên trùm ma túy Arturo Braga. Dom đến trước, đấm Park ra bã, rồi cầm chân hắn kéo ra ngoài cửa sổ để tra hỏi. Ngay khi Park khai, anh đã thả tay hòng giết chết hắn. May mà có Brian đến kịp nên là Park mới toàn mạng. Brian bắt gã Hàn Quốc, rồi đến thế chỗ hắn trong cuộc đua sắp tới. Cuộc đua mà dĩ nhiên là Dom cũng tham dự. Hai đàn em của Braga, Ramon và Gisele, phổ biến luật chơi. Cuộc đua mà cả hai anh tham dự chính là để tuyển người vận chuyển cho Braga, phục vụ cho lượt ship hàng ma túy tiếp theo từ Mexico chuyển qua biên giới rồi về Mỹ. Trong cuộc đua, khi cả đám đang nhấn ga bẻ lái siêu căng, Dom huých xe vào Brian, làm anh mất lái thua cuộc. Brian cáu vì Dom không nể tình xưa nghĩa cũ, còn Dom thì điềm nhiên như không, anh được nhận. Còn Brian đành phải tìm đường khác mà thâm nhập. Anh dùng chiêu sức mạnh cấm chìm, bắt một thằng đã chiến thắng cuộc đua, rồi thế chỗ hắn. Trong lúc đó, Dom vô tình gặp Gisele, và biết được rằng chiếc xe hại chết Letty là do Fenix, một đàn em khác của Braga lái. Tất cả những người vận chuyển đến gặp Fenix ở Mexico. Dom tra hỏi Fenix về cái chết của Letty thì chỉ nhận được lời khẳng định lạnh lùng rằng chính hắn đã làm điều đó vì Letty bỏ trốn sau khi chuyển hàng. Ngay lúc đó, xe Dom phát nổ. Brian thừa cơ rút súng bắn thuộc hạ của Braga rồi cùng Dom bỏ trốn. Tất nhiên là trên một con xe đầy ma túy. Hai ông tướng trở lại Mỹ. Brian bị cơ quan bắt giao nộp cả hàng lẫn Dom, nhưng mà anh không chịu. Họ quay về gặp Mia, giúp Dom sơ cứu vết đạn bắn. Sau cuộc tẩu thoát lúc trước, sau khi lục lọi thùng di vật của Letty, Dom nhận ra người cuối cùng liên lạc với cô chẳng ai khác lại chính là Brian. Thằng homie của anh đang giấu cái gì đó. Thế là Dom đấm Brian, Brian đấm Dom và tiết lộ rằng Letty liên lạc với anh là để xin FBI cho mình được nằm vùng. Đổi lại hồ sơ tiền án tiền sự của Dom sẽ được xóa sạch. Sáng hôm sau, Brian đến cơ quan ký kèo với sếp về sự tự do của Dom. Đổi lại thì anh sẽ cùng Dom dùng chỗ hàng để dụ Braga ra mặt. Dom gọi cho Gisele bắt Braga mang tiền đến chuộc hàng. Ở chỗ giao dịch, một ông già tự nhận là Braga xuất hiện giao tiền. Dù Dom và Brian chưa kịp ra hiệu tấn công, cảnh sát mai phục xung quanh đã la vào úp lồng, làm cả khu vực trở nên hỗn loạn. Tất cả cuối cùng chỉ là một cú lừa. Ông già kia dĩ nhiên không phải là Braga. Braga thật hóa ra lại chính là Ramon. Hắn giả vờ làm đàn em của chính mình để mà dễ bề hoạt động. Ramon và Fenix tí nữa thì đâm chết Gisele. May mà có Dom giải cứu. Brian thì bị cơ quan cảnh báo và đình chỉ công tác. Dù từ đầu FBI mới là những người manh động, Brian cày cú vãi chưởng, quay trở lại gặp Dom để cùng tự mình hành động. Họ được Gisele chỉ cho nơi trốn của Braga, lần ra được tên trùm ma túy, rồi bắt hắn trong một nhà thờ, áp giải về Mỹ. Brian chở Braga trên xe của mình, nhưng bị Fenix đuổi kịp rồi húc ngang, giải cứu ông chủ, rồi định đưa Brian về gặp ông bà. Dom thình lình xuất hiện, tông chất Fenix để cứu bồ. Cảnh sát lại ập tới lần nữa. Tất nhiên là sau khi mọi chuyện đã gần như ngã ngũ, Brian cố giục Dom chạy, nhưng mà anh đã chán trốn chạy rồi. Thế là anh đối mặt với tòa. Thế là Dom bị bắt phải hát 25 lần Happy New Year trong trại. Brian bỏ việc vì bất mãn. Phần 4 kết thúc khi chiếc xe buýt chở Dom đến thụ án tại nhà tù bị 4 con xe độ dẫn đầu bởi Brian chặn đầu. Và thế là tao có Fast Five bắt đầu ngay khi phần 4 vừa kết thúc. Brian và những người bạn chặn đầu xe buýt, cứu Dom thành công để trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Dom, Brian và Mia đến Rio để lánh nạn. Họ gặp lại Vince, rồi cả đám cùng lên kế hoạch thực hiện một vụ trộm xe trên tàu hỏa. Tham gia cùng cả bọn lần này còn có Gigi, một tên tội phạm thổ địa ở Rio và cũng là người mà dẫn đầu phi vụ lần này. Ngay khi đang thực hiện vụ trộm xe, Brian nhận ra cả 3 chiếc xe mà họ đang đánh cắp đều là tang vật thu giữ được của lực lượng phòng chống ma túy Hoa Kỳ. Kỳ lạ hơn nữa là khi Dom đến, anh nhận ra Gigi chỉ hăm hố lấy chiếc Ford GT40, thằng này đang giấu cái gì đó. Thấy thế, Dom ra hiệu cho Mia lấy chiếc xe trước. Gigi nổi cáu, cùng đàn em tấn công Dom và những người còn lại. Brian cố chặn đầu xe tải để nó không thể đuổi theo Mia. Trong lúc tên bay đạn lạc, Gigi giết chết các đặc vụ DEA, còn Dom thừa cơ lấy con xe còn lại để cứu bạn. Họ lao xe xuống vực, nhưng đáng tiếc là dưới đó lại có người đang chờ sẵn. Họ bị đám người lạ mặt bắt đến gặp Rice, chủ nhân của 3 chiếc xe, đồng thời là đại ca của Gigi. Lão treo Dom và Brian lên để tra khảo vị trí chiếc xe. Cơ mà ngay khi lão vừa rời đi thì họ đã trốn mất. Dom về được đến nhà, phát hiện ra Vince rủ anh em hất sổ vụ này. Thực ra là để nhắm đến con chip chứa dữ liệu và các kho tiền của Rice, rồi bắt tên trùm ma túy mang tiền ra chuộc. Dom nổi cáu, mắng Vince vì đặt cả bọn vào vòng nguy hiểm, rồi đuổi anh đi. Ở một diễn biến khác, phía Mỹ, DEA tưởng rằng Dom, Brian và Mia chính là những kẻ hạ sát các đặc vụ, nên họ gửi đặc vụ Hobbs đi công tác. Nhờ những thông tin tình báo được cấp cho, đội của Hobbs đã bao vây được chỗ mà Dom và các bạn đang lẩn trốn. Đen đổi thay là Rice cũng có một mạng lưới thông tin y như thế, nên đàn em của hắn cũng tìm đến. Dom, Mia và Brian chạy thoát. Trong lúc chia nhau ra chạy, Dom bắt gặp Elena, một người trong đội của Hobbs. Elena định chặn đường Dom, nhưng lại được anh cứu mạng khi một tên tay sai của Rice xả đạn. Dom họp mặt với Brian và Mia, lên kế hoạch dã tim một lần nữa để dễ bề tẩu thoát. Mia nói mình đang mang bầu, nên ý tưởng của Dom bây giờ không khả dĩ. Dom quyết định rằng là mang bầu không chạy được thì hãy quay lại cướp tiền của Rice để bắt đầu một cuộc sống mới, rửa tay gác kiếm thoát khỏi giang hồ. Dom gửi thư mời những người bạn cũ vào đội, Han, Roman, Tesh, Gisele, Leo và Santos. Họ tấn công một kho tiền nhỏ nhưng không lấy gì mà lại đốt hết chỗ tiền ở đó. Vì nó không phải là về tiền mà là về gửi đi một thông điệp. Chính sự táo tợn này đã khiến Rice phải đề phòng, thu hết tiền lại để trong kết sắt sở cảnh sát Rio, nơi mà rõ ràng đã bị mua chuộc từ 8 đời. Cả nhóm Dom cùng mua trang thiết bị, vẽ bản đồ, lên kế hoạch tấn công sở cảnh sát. Mọi người chia việc ra, Roman tìm cơ hội thả ô tô điều khiển gắn máy quay vào phòng chứa tiền, Leo và Santos đi đặt bom. Còn những ngày ở nhà thì hack camera. Han và Gisele được giao nhiệm vụ lấy dấu vân tay của Rice, còn Dom thì đi khiêu khích nhóm Hobbs để thừa cơ gắn thiết bị theo dõi lên xe. Dom lẻn vào nhà Elena giữa đêm để xin lại mặt dây chuyền của Letty, thứ mà anh làm mất khi cứu Elena lúc trước. Cả đội nhận ra rằng là họ không thể nào mà chạy nhanh hơn tốc độ ghi hình của camera, cho nên là họ cần một kế hoạch mới, đó là đi trộm xe cảnh sát. Thế là camera sẽ không nhận ra được ai với ai. Ngay khi vừa lấy được xe, cả đám lại gạ nhau làm một kẻ cọ sát. Brian chiến thắng, nhưng Roman nói đấy là do Dom nhường. Brian cay không? Cũng khá cay đấy. Ngày hôm sau khi Mia vừa đi chợ thì đàn em của Rice từ đâu chạy tới, định tóm gọn cô. May mà có Vince xuất hiện kịp lúc giúp Mia chạy thoát. Mia và Vince trở lại gặp Dom và Brian, được Dom mời về nhập bọn trở lại. Vì dù đúng dù sai gì thì Vince cũng vẫn là gia đình. Sáng hôm sau, Hobbs và đồng đội đã lần ra được vị trí mà Dom đang ẩn náu, tiến đến bắt gọn cả bọn. Dom đấm nhau tay đôi với Hobbs, nhưng đáng tiếc là dù anh có thắng hay thua thì cả Vince, Brian lẫn Mia đều đã bị bắt. Chiếc xe của đội Hobbs đang trên đường áp giải team Dom thì bị đàn em của Rice tấn công. Brian, Dom và Mia cứu được cả Hobbs và Elena, nhưng không cứu được các đặc vụ còn lại. Vince trọng thương và chết ngay sau đó. Để trả thù cho các đồng đội đã hy sinh, Hobbs và Elena đồng ý sẽ tham gia vụ cướp tiền cùng với nhóm Dom. Ngày thực hiện phi vụ đã đến, Rice đã tăng số lính canh lên gấp 3, nhưng không cản lại được con xe bọc thép của Dom và Hobbs. Họ đâm thẳng xuyên thủng vào kho tàng vật nơi chứa két tiền của Rice, rồi kéo ra bảng xe. Han và Roman chạy tới để đánh lạc hướng, nhưng đáng tiếc là chất lượng đôi khi không áp đảo được số lượng. Dom và Brian bị dồn lên cầu, nhưng trong một phút xuất thần, Dom bảo Brian lui ra để anh sử dụng chiếc két như một quả chùy, đánh bại quân của Rice. Ngay khi Dom vừa nhảy ra khỏi xe, Gigi cũng xuất hiện, định chĩa súng xử lý Dom nhưng bị Brian nhanh tay hơn bắn trước. Hobbs xuất hiện, xử tử Rice, trả thù cho những người đồng đội thiệt mạng. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng công việc thì vẫn là công việc. Hobbs vẫn cần phải bắt Dom và Brian về Mỹ. Nể tình anh em vừa qua, Hobbs cho hai anh em Dom và Brian 24 giờ chạy trước với điều kiện là để két tiền ở đây. Dom và Brian chạy trước, nhưng Hobbs lại phát hiện ra cái két rỗng không. Hóa ra đội của Dom đã trao chiếc két từ trước khi Dom và Brian lên cầu, nhét vào một chiếc xe rác rồi mang đi chỗ khác. Khi nguy hiểm đã qua, Dom và anh em chia tiền, tất nhiên là không quên mang phần của Vince về cho vợ con anh. Hội anh em mỗi người lại mỗi ngả, sống cuộc đời sung sướng. Dom và Elena đến gặp Mia và Brian ở căn nhà bên bờ biển. Trên bãi biển, Dom và Brian cùng nhau đua một lần cuối cùng, phân định thắng thua công bằng song phẳng. Ở một diễn biến khác, tại Mỹ, khi Hobbs đang làm việc, đặc vụ Monica từ phần 2 gửi cho anh tài liệu về một vụ cướp xe quân sự tại Berlin. Trong sấp tài liệu, Hobbs thấy một bức ảnh của Letty, người tưởng chừng đã chết từ trước phần 4, báo hiệu rằng hành trình của gia đình Dom vẫn còn trước mắt. Sau khi cướp sạch tiền của Rice ở phần 5, Dom và những thành viên gia đình tản ra, đi tận hưởng cuộc sống, mỗi tội không được về Mỹ. Mia và Brian hạ sinh đứa con trai đầu lòng, Jack. Bác Dom thưởng cho Jack 5 triệu, coi như là ăn mừng thành viên mới. Tưởng chừng những ngày tháng yên bình sẽ dài lâu, nhưng một ngày nọ, đặc vụ Hobbs lại mò tới tìm Dom, thuyết phục anh dấn thân vào một nhiệm vụ mới, lùng bắt một nhóm đội xe cướp phá, đổi lấy lệnh ân xá của tòa án Mỹ và thông tin về Letty, người mà Hobbs tin rằng là vẫn còn sống sờ sờ. Đấy, tại vẫn còn ảnh đấy này. Dom nghe thấy tên Letty thì mủi lòng. Đến cả Elena cũng thuyết phục anh đi. Dom nhận lời Hobbs, cùng hội anh em sương máu đến London. Nghe Hobbs phổ biến mục tiêu, Owen Shaw, siêu điệp viên nổi loạn, lần theo thông tin lấy được từ Hobbs, cả đám tìm được sào huyệt của Shaw. Nhưng hóa ra đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của tên khủng bố. Shaw đặt bom, săn phẳng cả tòa nhà và lên xe tẩu thoát. Dom và những người bạn truy đuổi gã, nhưng rơi rớt thế nào chỉ còn mình Dom và Hobbs bám theo Shaw. Ngay khi Dom sắp đuổi kịp hắn, một con xe lạ thình lình xuất hiện, la vào hích xe của Dom để Shaw chạy thoát. Người ngồi trên xe, chớ trêu thay, lại chính là Letty. Nhưng trái lại với kỳ vọng của Dom, Letty chỉ lạnh lùng bắn cho anh một viên vào bả vai rồi bỏ đi. Về lại trụ sở cảnh sát, Hobbs và đồng nghiệp là Riley báo với Dom rằng Shaw và đồng bọn đang thu thập các mảnh ghép của một thiết bị vô cùng nguy hiểm, có khả năng phá hủy đồ điện tử. Nói chung là tắt đèn mọi lúc mọi nơi, rồi đem bán cho bọn nhiều tiền nhưng mà xấu bụng, để chúng có thể tắt đèn toilet của bạn khi bạn đang đi ị. Đen đủi hơn nữa, lúc nãy Sean đã cố ý để lộ vị trí sào huyệt của hắn, cốt là để dương đông kích tây, tấn công trụ sở Interpol để thu thập dữ liệu mà hắn cần. Sau khi tẩu thoát thành công, Shaw cùng đồng bọn đã có được thông tin về cả nhóm của Dom. Letty lướt qua tệp tài liệu về Dom, nhận ra mình xuất hiện trong vài tấm ảnh. Có vẻ là cô đang mất trí nhớ vì lý do gì đó. Ở một diễn biến khác, khi Gisele, Han, Roman và Riley đi tìm đầu mối từ một tay sai khác của Shaw, họ bị Letty và đàn em của Shaw đánh úp. Trước khi giết người diệt khẩu, tên kia nói với Gisele rằng là Shaw có dính dáng đến tên chủ ma túy Braga, người đã bị Brian và Dom cho đi tù ở phần 4. Nhóm Gisele lật kèo, giết một thằng, khiến Letty phải bỏ chạy. Nhận được manh mối đó, Brian về Mỹ với tư cách tù nhân dẫn độ để tìm gặp Braga. Han tiết lộ cho Brian rằng Shaw đã từng giúp hắn lập nên đế chế ma túy của riêng mình, đồng thời cũng chính là Shaw đã thu nhận Letty về dưới trướng của mình. Khi cô mất trí nhớ sau khi bị Fenix thủ tiêu hụt, Brian cảm ơn Braga bằng nắm đấm, nhưng lại không khai thác được gì thêm. Trở lại London, sau cuộc tấn công bất thành của Letty và đàn em của Shaw, Letty bất mãn vì thấy Shaw vẫn điềm nhiên như không khi mà đồng đội đã bỏ mạng. Shaw tâm sự với Letty theo kiểu vừa đấm vừa xoa, làm cô tức giận bỏ đi đua xe cho khuây khỏa. Và khi người ta đua xe, người ta gặp ai? Người ta gặp Dom. Ở đây, anh cố gợi lại những ký ức vui vẻ mà họ từng có, nhưng Letty dù cảm được nhưng vẫn không thể nhớ ra, bỏ chạy vì bối rối. Shaw xuất hiện ngay sau đó, cảnh báo với Dom. Dom có chút chần chừ, nhưng gia đình là thứ tồn tại duy nhất và Letty là một phần gia đình của Dom. Đội của Dom tiếp tục thực hiện kế hoạch ngăn chặn Shaw. Test lần ra được cuộc tấn công tiếp theo của nhóm khủng bố là nhắm vào trụ sở NATO ở Tây Ban Nha, nơi chính phủ định mang 3 con chip, những mảnh ghép cuối cùng để thiết bị tắt đèn của Shaw hoàn thiện. Không chần chừ, Shaw tấn công luôn nhưng lại bị đội của Dom đánh chặn. Đám Shaw lôi xe tăng ra khoe lực chiến để cuộc đua vào thế giằng co. Brian và Roman đành phải tấn công cái xe tăng, buộc xác ô tô bị can nát của anh da đen làm mỏ neo đẩy xuống vực, khiến xe tăng khựng lại, hất Letty văng ra xa. May mà có Dom lao đến cứu, cả đội bắt được Shaw. Nhưng đen đủi thay, hắn bằng cách nào đấy lại cho đàn em bắt Mia để uy hiếp cả bọn. Thế là cả đội lại phải thả Shaw đi. Nhưng họ phát hiện ra đặc vụ Riley thực ra là tay trong mà Shaw cài vào. Riley rời đi cùng Shaw, còn Letty thì ở lại cùng Dom. Trốn thoát được khỏi Dom và Hobbs, Shaw định tẩu thoát bằng một chiếc máy bay quân dụng nhưng bị những người trong team Dom giữ lại bằng cách bắn lao móc vào rồi dùng ô tô ghi xuống. Cả hai bên giao tranh ác liệt. Brian cứu Mia ra ngoài, Letty giết chết Riley, Gisele hy sinh thân mình để cứu Han khỏi vòng nguy hiểm. Hobbs và Letty thoát ra ngoài máy bay, Dom thì vẫn đang ở trong, cướp con chip từ Shaw rồi đạp ga chạy thoát kịp trước khi chiếc máy bay cháy rụi. Nhiệm vụ hoàn thành, họ trở về căn nhà cũ tại Los Angeles, nơi mọi chuyện bắt đầu. Elena và Hobbs đến báo tin đặc xá cho Dom. Ở đây, cô cảnh sát chấp nhận rằng người mà trái tim của Dom luôn hướng về vẫn chỉ có mình Letty. Cô chúc Dom và gia đình những điều tốt đẹp nhất rồi rời đi cùng Hobbs. Cả đại gia đình Dom quay lại cùng ngồi vào bàn để Dom tiếp tục phát biểu về tầm quan trọng của gia đình. Sang Fast and Furious 7, Dom và đại gia đình chưa tận hưởng thời gian yên bình ngắn ngủi được bao lâu thì một mối nguy mới lại xuất hiện. Hắn là Deckard Shaw, siêu sát thủ, anh trai của Owen Shaw, phản diện phần 6, đến để trả thù cho em. Hắn lẻn vào một văn phòng chính phủ, hòng tìm kiếm thông tin về đội của Dom. Deckard chạm trán với đặc vụ Hobbs nhưng luồn lách thoát được. Hắn không quên gửi lại cho Hobbs quà ra mắt là một quả bom siêu to khổng lồ, làm Hobbs bị thương nặng. Shaw bắt đầu tìm từng người trong đội Dom để trả thù. Người đầu tiên chịu trận là Han. Hóa ra vụ va chạm giết chết Han khi đổi nhau với Takashi ở phần 3 không phải là tai nạn mà là do Deckard Shaw gây ra. Hắn gửi thêm một quả bom thư đến nhà Dom ngay đúng lúc vợ chồng Brian và Mia đến thăm anh. Nhờ phản ứng nhanh chóng của Dom và Brian, tuy căn nhà bị phá hủy nhưng không ai bị thương tích gì quá nghiêm trọng. Dom đến gặp Hobbs trong viện rồi nhận đề nghị của Hobbs đi bắt Shaw trả thù cho Han. Dom đến gặp Sean ở Tokyo, mang Han về Mỹ an táng. Ở đám tang của Han, Dom phát hiện Shaw đang đứng từ xa theo dõi gia đình anh, trông rất là biến thái. Dom đuổi theo Deckard Shaw nhưng mà Shaw có súng đây này, tí thì Dom bỏ mạng. Một người đàn ông lạ mặt tự xưng là Mr. Nobody xuất hiện, sai người nổ súng cứu Dom, làm Deckard Shaw mất hút. Mr. Nobody là người của chính phủ gửi đến, kèo với Shaw rằng là nếu mà anh giúp ông thu thập một chương trình gọi là thần nhãn, dùng để truy dấu chính xác bất kỳ ai trên thế giới, ông sẽ cho anh mượn máy để mà tìm Deckard Shaw. Dom triệu tập cả đội từ khắp mọi nơi về cùng bắt tay vào việc. Bước đầu tiên trong nhiệm vụ, Mr. Nobody gửi Dom đến Azerbaijan bằng đường không, cứu Ramsey, cốt đơn lập trình thần nhãn khỏi một nhóm khủng bố. Deckard Shaw đến phá nhưng không ngăn được cả bọn cứu Ramsey. Sau khi chạy thoát, họ nhận ra cốt đơ 96 này thực ra là con gái. Thế là Tesh và Roman kèn cựa nhau để lấy le với cô. Xong bước đầu, theo sự chỉ dẫn của Mr. Nobody, đội của Dom sẽ phải đến Abu Dhabi, trà trộn vào bữa tiệc của giới siêu giàu Trung Đông nhằm thừa cơ luộc chiếc ổ cứng chứa con chip của thần nhãn đang được giấu trong xe của một tỷ phú dầu mỏ. Họ bị Deckard Shaw chặn đánh nhưng cuối cùng vẫn có thể chạy thoát bằng cách phi xe từ tòa cao ốc này sang tòa cao ốc khác, lấy được con chip trước khi con xe rơi từ trên cao xuống. Sử dụng thần nhãn, Ramsey và Mr. Nobody truy ra Deckard Shaw. Họ lập tức đến nơi để truy lùng tên sát thủ nhưng bị chùm khủng bố ở đầu phim phục kích. Hóa ra Deckard Shaw đã liên thủ với tên khủng bố nhằm lật ngược thế cờ. Đội Dom buộc phải bỏ chạy nhưng lại sơ sẩy để tên khủng bố cướp được thần nhãn. Mr. Nobody trọng thương đành sơ tán trước. Cả nhóm họp lại lên kế hoạch. Dom tìm cách 1v1 với Deckard, trong khi những người còn lại bảo vệ Ramsey trước sự truy lùng của tên khủng bố. Dom trao lại chiếc vòng cổ thập giá cho Letty, còn Brian gọi điện về cho Mia sau khi nghe tin gia đình của mình sắp đón thành viên mới nữa. Brian, Dom và các thành viên khác bị thần nhãn truy lùng ngược, dùng máy bay không người lái tấn công, tạo điều kiện để gã khủng bố tấn công cả bọn. Sau một cuộc chiến dài dẳng, Brian tiêu diệt được tên đàn em thân tín của tên khủng bố. Hobbs xuất viện và Hobbs xuất hiện, lái xe cứu thương tiêu diệt con máy bay đồ chơi, tạo cơ hội cho Ramsey hack vào thần nhãn. Dom thì bây giờ hẹn Shaw solo nhưng mà đang dần nhau dở thì gã khủng bố đã đến phá sóng bằng trực thăng tên lửa. Deckard Shaw bị đống đổ nát chôn vùi. Tưởng chừng như mọi chuyện thế là hết thì Hobbs thình lình xuất hiện, dùng súng máy bắn điểm trợ cho Dom. Dom phi xe lên sát trực thăng của tên khủng bố, thả một túi lựu đạn lên đó để Hobbs bắn nổ, tiêu diệt cả trực thăng lẫn người. Đáng tiếc là pha hành động mạo hiểm này lại khiến Dom rơi từ trên cao xuống đất, bị thương nặng. Đứng trước tình cảnh hiểm nghèo, Letty nhớ lại toàn bộ ký ức và cũng nhờ những lời thủ thỉ tâm tình của Letty, Dom mới có thể tỉnh lại. Họ bắt được Deckard Shaw, cho hắn nhập kho theo lệnh CIA. Ngay khi nguy hiểm đã qua đi, cả đại gia đình thư giãn bên bãi biển. Brian rời khỏi giang hồ cùng vợ con sống đời bình yên. Dom lái xe rời đi, bị Brian đuổi kịp. Cả hai song hành trên con đường dài, ôn lại chuyện xưa chuyện cũ rồi tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một phương trên nền nhạc của Charlie Puth. Sau khi nói chán chê về việc One Last Ride ở phần 7 thì chúng ta có phần 8. Sau khi bắt được Deckard Shaw ở phần 7, Dom và Letty đi nối lại tình xưa ở Havana. Ở đây, Dom giúp đỡ em họ Fernando đang nợ tiền một thằng cha tên là Raudo bằng cách là thách thằng chủ nợ đua xe. Tất nhiên là Dom chiến thắng. Tại đua xe qua 5-6 phim rồi mà lại thua thằng lơ mơ thì hơi nhục. Dom nhận được sự tôn trọng của Raudo. Tất nhiên là khất cho thằng em họ được thêm một lúc. Hôm sau, một người phụ nữ lạ mặt, Cipher, tiếp cận Dom. À, cho Dom xem một cái video gì đấy trên con iPhone của à. Không biết nó là gì, chỉ biết là mặt Dom biến sắc. Mấy hôm sau, đặc vụ Hobbs lại một lần nữa liên lạc với Dom, thuyết phục anh làm một nhiệm vụ mới. Hobbs cần Dom giúp thu thập một thiết bị phát sóng điện từ ở ngoại ô Berlin. Anh đặc vụ cũng nói rằng là nhiệm vụ này hoàn toàn bí mật, chỉ có tất cả những người xem phim mới biết được. Bị bắt là đi tù. Dom nhận lời, cùng hội anh em sừng máu nhập bọn với cả Hobbs. Cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ rất chân tru, nhưng đang vui đứt dây đàn, Dom lật mặt đâm lật xe Hobbs, cướp thiết bị kia mang về cho Cipher. Hobbs bị bắt vào tù, đen đủi thế nào lại đúng chỗ giữ Deckard Shaw. Shaw và Hobbs vừa mới chửi nhau chán thì cửa phòng giam mở, một cuộc bạo loạn nhà tù đột nhiên nổ ra. Cơ hội đến, Shaw và Hobbs đang chuẩn bị hàn huyên bằng nắm đấm thì Mr. Nobody xuất hiện, hốt cả hai người ra ngoài, bắt phải hợp tác để mà giúp ông tìm ra Cipher và khám phá lý do tại sao Dom lật mặt. Sean nói chính Cipher là người đã thuê em hắn ở phần 6 và nếu để hắn gặp được Cipher thì mụ chỉ có mà đi bán muối. Tash dùng thần nhãn để tìm xem Dom đang ở đâu thì phát hiện ra anh đang có mặt trong chính tòa nhà mà cả đội đang làm việc. Dom và Cipher thình lình xuất hiện, đánh bom làm cả làng choáng váng rồi cướp thần nhãn đi mất. Trước khi rời đi, Cipher còn chiêu tức Letty bằng cách khóa môi với Dom một lúc lâu. Về đến xảo huyệt, Dom thắc mắc với Cipher về hành động vừa rồi của ả thì bị Cipher cảnh cáo bằng cách cho anh gặp Elena và con trai của hai người, đứa con mà Dom còn không biết là mình có. Bây giờ thì cả hai mẹ con Elena đều đang bị Cipher bắt làm con tin, uy hiếp Dom. Dom bất lực nhìn hai mẹ con Elena sau tấm kính, chẳng biết làm cái gì ngoài việc treo các mặt dây chuyền thánh giá lên cho con. Cipher tiếp tục gửi Dom đến New York. Giữa lúc đang làm nhiệm vụ, Dom giả vờ hỏng xe, né được sự theo dõi của Cipher trong vòng vài phút, đi tâm sự cái gì đó với một người phụ nữ lớn tuổi. Sau đó, anh trở ra, cùng Cipher chặn xe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cướp vali chứa mã phóng hạt nhân rồi bỏ chạy. Deckard Shaw đến cản đường Dom nhưng bị anh xả đạn, nằm lăn ra đất. Letty cướp được chiếc vali từ tay Dom, cơ mà cô vừa chạy tắt vào trong ngõ thì bị Connor, cánh tay phải của Cipher, chặn đầu cướp đồ. Connor định thủ tiêu Letty nhưng bị Dom cản lại, rồi hai người đàn ông bỏ đi, để lại Letty trong con ngõ hẹp. Cipher không hài lòng lắm khi mà Dom cản mũi người của ả như thế, cảnh cáo anh bằng cách cho Connor xử tử Elena, dọa rằng anh chỉ cần sơ sẩy một tí nữa là thằng con sẽ đi theo mẹ. Dom suy sụp đi theo Cipher. Cipher tiếp tục kế hoạch của ả bằng cách gửi Dom đến Nga, đột nhập vào một doanh trại phiến quân. Ở đây, ả chỉ cho Dom sử dụng thiết bị phát sóng điện từ, vô hiệu hóa vành đai an ninh để ả có thể hack được con tàu ngầm hạt nhân trong trại. Letty và những người bạn xuất hiện, cố ngăn con tàu ngầm khởi động nhưng bất thành. Hết cách, họ đành cố chặn tàu ngầm bằng xe nhưng bị phiến quân truy đuổi. Cuộc rượt đuổi vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc đó, trên con máy bay quân sự của Cipher, hai anh em nhà Shaw, Deckard và Owen thình lình xuất hiện. Hóa ra, Leo và Santos đã đưa Deckard đi cấp cứu trước đó không lâu. Trên xe cứu thương, Deckard gặp người phụ nữ đã nói chuyện cùng Dom. Đó không ai khác chính là Magdalene Shaw, bà trùm thế giới ngầm, mẹ của hai anh em Deckard và Owen. Chính tay Raudo ở đầu phim đã giúp Dom đi gặp mẹ Shaw, đề nghị bà giúp mình cứu con trai, đổi lấy sự tự do cho hai thằng quý tử. Deckard và Owen hiệp đồng tác chiến, quay lính của Cipher như quay gà, cứu được con trai của Dom. Biết được con trai của mình đã an toàn, Dom lập tức đổi phe, ngăn không cho Connor dùng súng bắn tỉa hạ Letty, rồi đấm tay đôi với hắn, bẻ cổ tên tay sai để trả thù cho Elena. Dom giải vây cho các bạn. Cipher nổi cáu trước sự quay xe của Dom, điều khiển tàu ngầm hút cả bọn, chưa kể còn bắn tên lửa tầm nhiệt cho Dom xám màu ngay và luôn. Dom ôm cua bẻ lái, dẫn tên lửa bay ngược về phía chiếc tàu ngầm, phá hủy nó. Dom nhảy ra khỏi xe, tưởng chừng như sắp bị vụ nổ khổng lồ quét qua, nhưng đã được đại gia đình mang xe ra chặn. Trở lại với Deckard và Owen Shaw, hai anh em đã tiêu diệt hết lính gác của Cipher, quay được ả ta vào góc hẹp. Hóa ra chiếc thánh giá mà Dom vẫn luôn đeo trên cổ thực ra lại là một thiết bị định vị khẩn cấp, giúp hai anh em Shaw tìm ra Cipher. Biết hacker bị sát thủ khắc chế, Cipher mở cửa máy bay, bung dù bỏ chạy. Cả nhóm để sống mất ả ta, nhưng mà ít nhất thì không còn gì nguy hiểm trước mắt nữa. Sau khi mọi chuyện đã qua đi, Mr. Nobody đến thăm đại gia đình của Dom, báo rằng Cipher bây giờ đã mất hút hàng lươn khỏi giang hồ. Cơ mà xét về mặt tích cực, đặc vụ Hobbs đã được chứng minh trong sạch, đương nhiên là khôi phục chức vụ, nhưng đáng tiếc là anh lại từ chối để có thêm thời gian chăm sóc con gái. Deckard Shaw cũng xuất hiện, mang con trai Dom trả lại tận tay bố. Mọi hiểm khích giữa họ coi như xí xóa. Deckard đồng ý lời mời nhập bọn của Dom. Dom đặt tên con trai của mình là Brian, giống như người anh em thân thiết nhất. Anh chính thức giới thiệu thằng bé với tất cả mọi người, trong lúc tất cả ngồi vào bàn ăn mừng gia đình đoàn tụ. Và bây giờ, Fast and Furious 9 mở đầu phần 9 đưa chúng ta quay trở lại năm 1989, khi mà Jack Toretto còn sống. Trong chặng đua cuối cùng của mùa giải 1989, Jack lái xe, còn hai ông con là Dom và Jacob tham gia đội bảo trì. Trong lúc về đường pit tạm nghỉ, Jacob sửa xe cho bố, còn Dom thì đi cãi nhau với đội của Kenny Linder, một tay đua khác, buộc tội hắn ta đang chơi xấu bố anh. Ngay khi vừa trở lại đường đua, Jack bị Kenny tông trúng, làm chiếc xe đua mất lái rồi phát nổ. Một tuần sau tai nạn, Kenny đến gặp hai anh em Toretto, tưởng là để giảng hòa, nhưng hóa ra mục đích chính của hắn lại là trêu ngươi hai anh em. Dom cản không cho Jacob đánh Kenny, nhưng mà cuối cùng anh lại nóng máu, đánh hắn đến mức phải đi tù. Trong tù, Dom nhớ lại việc em mình sửa xe cho bố trước khi ông chết, nghĩ rằng Jacob mới chính là nguyên nhân khiến bố bỏ mạng. Thế nên là ngay khi ra tù, Dom đã gặp ngay Jacob, người đã sớm luyện được thành dân tổ cấp 2. Giờ thách đấu Jacob, ai thua sẽ phải rời khỏi quê nhà. Jacob thất bại, bỏ đi biệt xứ và cắt hết liên lạc với người thân ngoại trừ em út là Mia. Trở lại với hiện tại, giờ đã là 2 năm sau cuộc chạm trán với Cipher, Dom đã dắt Letty và con trai về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Tưởng chừng những ngày tháng phiêu bạt giang hồ của Dom đến đây là hết, nhưng đại gia đình Dom lại đến tìm anh, chuyển lời kêu cứu khẩn cấp của Mr. Nobody khi máy bay của ông bị tấn công trên đường áp giải Cipher và rơi xuống Monte Quinto, Nam Mỹ. Letty quyết định tham gia tìm kiếm, một phần bởi vì cuộc sống quá bình yên khiến cô cảm thấy hơi tù. Trái với vợ mình, Dom có vẻ không mặn mà với ý tưởng này lắm. Anh ưu tiên sự an toàn của gia đình nhỏ của mình hơn. Nhưng ngay sau khi thấy hình ảnh cái dây chuyền thánh giá giống của mình, anh biết đấy là dấu hiệu của Jacob và buộc phải nhập bọn. Cả nhóm lập tức rời đi. Khi khám nghiệm xác máy bay rơi, họ tìm thấy một phần của một thiết bị gì đó. Bỗng một đội quân lạ mặt tấn công họ. Đội quân này được dẫn đầu bởi Jacob. Hắn cướp mất mảnh đồ chơi của Dom rồi bỏ đi. Jacob mang thứ vừa lấy được đến gặp đồng sự Otto, người đang giam Cipher trong tủ kính. Jacob muốn Cipher tìm nửa còn lại của thiết bị cho mình, nên ả chỉ cho hắn biết rằng mảnh còn lại đang ở Edinburgh. Trở lại với gia đình của Dom, ngay sau khi hội quân trở lại safe house, Dom và những người bạn đã gặp lại Mia. Cô trách Dom vì không thông báo cho cô về tung tích của Jacob, vì dù gì thì Jacob cũng là máu mủ của họ, cô cần phải tham gia vụ này. Sau khi mọi người tập hợp, Ramsey nói thứ họ vừa mất vào tay Jacob là một phần của dự án Ares, lại một thiết bị siêu hacker nữa, có khả năng thao túng mọi thứ, từ máy giặt cho đến tên lửa. Nhóm Dom phát hiện ra thêm một tin động trời, rằng cái chết của Han có liên quan mật thiết đến Ares, thế là mọi người chia nhau ra. Dom đến LA, gặp Buddy, bạn cũ của bố anh, người đã chăm sóc cho hai anh em Jacob và Mia khi mà bố chết còn Dom thì ngồi tù. Ông trách Dom ngày xưa đã hành xử tuyệt tình với Jacob, bởi đã là gia đình thì nên 9 bỏ làm 10. Letty và Mia đến Tokyo tìm hiểu thêm về Han thì thấy anh còn sống. Tash, Roman và Ramsey thì đến Edinburgh gặp lại Sean và hai người bạn đang test xe tên lửa cho vui. Trở lại với Dom, anh rời LA đến London gặp mẹ của Shaw, nhờ bà giúp mình tìm đến chỗ của Otto để gặp em trai hàn huyên tâm sự. Vừa gặp nhau, hai anh em đã vác súng ra chào, nhưng chưa kịp nói với nhau điều gì quan trọng, Dom đã bị Interpol áp giải đi mất. Ngạc nhiên chưa? Trên xe chẳng có Interpol nào cả, mà chỉ có Lisa, bạn cũ của Dom, và vụ bắt giữ thực ra chỉ là để giải vây cho Dom. Lisa đưa Dom khẩu súng có dấu tay của Jacob để đội của anh có thể truy dấu hắn dễ dàng hơn. Tash, Roman và Ramsey thì vẫn đang ở Edinburgh thì Jacob đã dùng một con xe tải trang bị 5 châm điện ăn cắp nửa còn lại của Ares trước. Dom liên lạc với các bạn, cố chặn đầu Jacob bằng cách dùng ngay 5 châm điện của hắn, hút chiếc xe mà Jacob cướp, mang cả người lẫn xe về giam lại. Han theo chân hai chị em Letty về đến nơi. Jacob cay cú vì những người xa lạ được Dom và Mia ôm vào lòng, còn hắn thì bị cho vào lồng. Han tiết lộ rằng sau khi Gisele chết, anh được Mr. Nobody thu nhận bảo vệ gia đình của cô bé Elle, những người phát minh ra dự án Ares. Họ thiết kế hệ thống bảo mật sao cho chỉ có gia đình Elle mới kích hoạt được Ares. Bố mẹ Elle bị ám sát nên giờ chỉ còn cô bé. Một đặc vụ trong nhóm quay xe phản bội cả đội với ý định cướp lấy Ares, làm Han phải lợi dụng Deckard Shaw để giả chết. Ngay khi Han vừa giải thích mọi chuyện xong, Otto đã tấn công được vào safe house của cả bọn, trước tiên là giải cứu Jacob. Ngay khi Jacob được giải thoát khỏi vòng giam, hắn tiết lộ ra mình chính là người đã phản bội Han và các đặc vụ khác. Jacob bật mí với Dom về cái chết của bố năm xưa. Năm đó, Jack nợ nần chồng chất nên ông cố tự gây tai nạn, giả chết để xóa nợ, giúp ba đứa con không phải è cổ cùng bố. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại khiến Jack tử nạn. Otto, Jacob mang Elle và mảnh còn lại của Ares đi, đưa tất cả lên một chiếc xe bọc thép, bắt cô bé kích hoạt Ares để tải lên vệ tinh mà hắn đã chuẩn bị. Dom, Letty, Mia, Ramsey và Han đuổi theo xe tải của Otto. Mia và Han cố gắng đột nhập vào xe để cứu Elle thì bắt gặp Otto phản bội Jacob, cho người ném anh khỏi xe. Mia và Dom kịp thời cứu được Jacob. Jacob quay sang giúp Dom, nhưng chương trình Ares thì đã sắp được tải lên vệ tinh. Giờ thì tất cả chỉ còn có thể trông cậy vào Tash và Roman, người đã cùng ba thanh niên tổ lái phóng xe tên lửa vào quỹ đạo. Tash và Roman lao xe vào vệ tinh, phá hủy nó hoàn toàn, ngăn chặn nó trước khi nó kịp hack bất cứ thứ gì trên mặt đất. Trở về với Dom, Cipher đã tìm được một con máy bay, phóng đến tấn công Dom để trả thù cho việc anh liên tục ngáng đường ả. Dom nhảy ra khỏi xe kịp lúc, khiến cho tên lửa của Cipher chỉ giết được Otto. Chưa hết, một khoang chứa bọc thép của xe còn bật lên, phá hủy chiếc máy bay mà Cipher đang lái. Hóa ra chiếc máy bay của Cipher là hàng điều khiển từ xa, còn ả đã trốn thoát từ lúc nào. Mọi chuyện qua đi, Jacob gặp lại anh trai, hai anh em đứng đó giảng hòa trước khi Dom đưa Jacob chìa khóa xe của mình để em trai chạy trốn. Tash và Roman được trạm vũ trụ quốc tế giải cứu, về được trái đất an toàn. Cả đại gia đình Dom lại họp mặt bên bàn ăn, nghe Dom TED Talk về gia đình lần thứ N. Vừa đúng lúc Brian xuất hiện, xung vui với cả bọn. Ở một diễn biến khác, khi Deckard Shaw đang dùng một thằng cha lạ hoắc làm bao cát theo nghĩa đen, có ai đó đến gõ cửa muốn tìm hắn. Deckard Shaw mở cửa, mắt chữ A mồm chữ O, khi thấy người đứng ngoài đó chính là Han. Và đó là cái kết của Fast and Furious phần 9. Phần 10 sắp ra vào ngày 19 tháng 5 sắp tới. Tôi xin lỗi mọi người nếu tôi đọc hơi nhanh và hơi có tạp âm. Trời đang mưa to lắm. Đây là Vì, xin chào và hẹn gặp lại.